Cả nhà ơi, bây giờ á mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái trái nước này. Sẽ cùng cả nhà thưởng thức một cái món cánh gà nướng nha cả nhà. Mình sẽ cùng với mấy đêm của mình thường thường hay ăn đó. Bây giờ mình sẽ đi mua cánh gà nướng đây rồi mình ướp rồi mình nướng lên mình thưởng thức cho cả nhà. Giờ đi mua thôi. Đi chế biến cánh gà nha. Rồi mình bắt đầu đi kiếm một cái cảnh nào thật đẹp để mà mình cùng với cả nhà thưởng thức cái món cánh gà này nha cả nhà. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi rửa cánh gà cho sạch sẽ rồi bắt đầu mình đi kiếm cái cảnh nó thật đẹp nha. Thank you.
khoai làm cho ông ăn đông ơi. Còn mấy anh đánh quê cũng đó. Khoai làm cho ông ăn đông nói bỏ ăn vô ai ăn đâu. Cho này xong cho cái này cho này. Bây giờ là mình sẽ quay cánh gà mọi người. Đó, bây giờ mình rút sa tế không à. Không có bỏ một cái gì. Anh Trương ơi. Thêm nha. Anh Trương. Ừ. Nhưng muối làm đi, nhưng muối á. Nó giam ok ok. Rồi, nó làm sao? Nó qua cho ông ăn đâu ông ơi. Không ăn đâu. Cay lắm. Đâu? Để là tôi đi. Cả nhà bây giờ là mình chuẩn bị đi kiếm một cái cảnh nó thật đẹp để mà mình cùng thưởng thức cái món cánh gà này nha. Dễ thương không? Mà thả nó xuống đi. Đau hình. Đau bé. Đi đâu đây vậy? Đâu đây con? Bây giờ là mình đã có một cái cảnh rất là đẹp rồi nha. Đó, mình sẽ cùng cả nhà bắt đầu thưởng thức một cái bữa tiệc bạc cà ti nhỏ nhỏ và cánh gà ở ngay chỗ cái bờ sông này nha. Đó, nói chung là trời nắng lắm cả nhà. Đó, nắng lắm cả nhà. Thấy làm sao mình không? Đó, mình sẽ nướng ở sau luôn mình nè. Đó, bây giờ bắt đầu mình dọn dẹp chỗ này ha. Đầu mình nướng ngay cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ bày ra ha. Đó, mình sẽ lấy cái này ra đi. Kéo cái này ra. Đó. Rồi mình sẽ bày ở đây đi. Mình nướng ở đây ha. Mình sẽ nướng ở đây nha các nhà. Đó, mình sẽ nướng cánh gà đây ha. Rồi sẽ bày bày cái này ra đi. Đó, con dạng đi qua đó rồi. Cả nhà bây giờ á, mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái trái nước này nha, cái trái dừa này nha. Đó, nói chung là mình không biết nước ngọt hay không nha, thì nói chung nước nhiều cả nhà, nước rất là nhiều. Giờ mình uống hả cả nhà. Cũng hơi hơi đó, nói chung là không, nó không có chát mấy cả nhà, cũng vừa đủ uống đó, bỏ thêm chút đường nó ngọt.
giờ trong khi mình chờ than đó thì mình sẽ trộn cái này cho nó thấm thêm chút xíu nữa nha. Trộn thêm cái gà cho thấm nữa. Ơi, mình sẽ quyết định là ăn cánh gà xong, thưởng thức xong thì chúng ta bắt đầu thưởng thức tắm biển thôi nha. Ủa, hôm nay biển nó trong xanh quá. Mình ăn xong rồi mình tắm ha, cho nó mát mẻ. Rồi. Rồi, vậy đi cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình đã hoàn thành xong cái cánh gà đó cả nhà. Đó. Giờ mình sẽ mời cả nhà cùng với mình bắt đầu nướng và thưởng thức cái cánh gà này, sau đó chúng ta đi tắm nha. Rồi. Cánh gà nướng sa tế, bắt đầu lên lửa thôi. Cái nhà ở sau lưng mình đó là cái nhà người ta bán rồi ha, không phải nhà hoang đâu, nghĩa là đất này ta đã mua xong hết rồi thì bây giờ chỉ còn là chờ chủ mới lại dọn dẹp thôi đó. Thì sẵn hôm nay có một cái cảnh rất là đẹp thì mình cũng sắp chín cánh gà mọi người à, cánh gà cánh sắp chín rồi đó à. Thường lắm cả nhà ơi, rất là đói bụng, sáng giờ mình cũng chưa ăn sáng được bao nhiêu đó. Rất là thơm mà ngon lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ nướng trong vòng cỡ 10 phút nữa rồi bắt đầu mình ăn ha. Bye.
ngon lắm mọi người ơi. Mình vừa mới thưởng thức xong cái cánh gà ướp sa tế nha, mình không có bỏ thêm gia vị nào, nói chung là rất là ngon mọi người. Đó, mẹ mình ăn rất là ngon nha. Má phải ăn vậy đó mọi người, nó không chịu lấy ra đâu, nó thích ăn vậy đó. Cái nãy mình chịu lấy ra nó không chịu lấy, nói chung là nó thích sống hoang lạc vậy đó, hoang dã rồi đúng không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Mình nướng nha cả nhà, chứ mà mình nướng là cái chỗ này nè, nó nóng nó sẽ làm cho con này chín luôn nha, tại vì cái nồng độ nó nóng, cái độ nó rất là nóng cả nhà. Nướng sao không chín? Nướng sao không? Với mình nghe cái nhà, rồi nãy mới đem ăn quá trời ngon, mấy anh em của mình đó, nó ăn ngon lắm. Thì mình chỉ ướp sa tế không à, chứ không ướp gì thêm á. Rồi mọi người nha. Ngon quá cả nhà, tuyệt vời luôn. Nếu mà mình thấy còn sống á thì mình nướng thêm thôi, đúng không? Nhưng mà hay mình là quá tuyệt vời, ngon cả nhà. Tại vì lúc giờ mình ướp á là mình có bỏ sa tế rồi bỏ thêm gia vị vô nữa thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nhưng lần này mình chỉ bỏ sa tế không thôi thì cái nó cũng vẫn ngon cả nhà. Gà nó ra nó ngon. Thành đồng ơi, sao đâu ngon nè, quá ngon mọi người, ngon lắm cả nhà. Ngon. Cả nhà chịu khó nướng kỹ kỹ vô nha để mà ăn, rất là ngon cả nhà. Ăn xong tắm luôn cho nó mát. Cái này là cái này sao nữa đây? Thôi à. Cái này là nó chốt như chốt nhân cánh đúng không? Bên cánh. Không có được chứ cũng được. Như bên cánh hả? Giờ ăn xong tắm chút đi. Cái này xong tắm chút đi, còn anh nướng này cho. Còn ba anh em có gì anh xuống tắm luôn. Cánh này coi như chút để bụng ăn cá sòng. Tưởng mình xin chăm là anh em ăn nãy thằng hai cánh này. Mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái cánh gà cả nhà. Trời ơi, nóng quá. Quá ngon mọi người ơi. Xuống ăn nè, ngon quá cả nhà ơi. Ăn cái cánh gà mà ở sau lưng mình có cái cảnh đẹp như vậy còn gì bằng nó, đúng mọi người. Quá vậy ha, ngon luôn mọi người. Cả nhà có gì rảnh á thì mình đi du lịch hay là mình ra biển đảo mình chơi, mình thưởng thức những cánh gà là hải sản mình như vậy nè, có ngon nha. Bây giờ mình ăn cái cánh gà xong, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký, subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Lần sau đi mình sẽ gắng làm sao kiếm một cái món nào đó thật là đặc biệt và ngon để gửi tặng cho cả nhà cùng xem nha. Rất là đặc biệt và ngon cả nhà. Ăn thôi. Quá là bây giờ là mình đi tắm biển nha, ăn xong phải tắm thôi, nước quá trời trong xanh mát mẻ mọi người. Giờ đi ha, mình xuống tắm cả nhà ơi. Mà anh tắm mà không được tắm nào.